Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên. Nhớ phải bật chuông nhá. Xin chào anh chị, tôi là Tahi Phạm của kênh Vàng Tahi Phạm. Hôm nay tôi có một cái mẫu sản phẩm mới, hàng nhẫn đeo ngón cái hoặc là ngón giữa. Không phải là song long, không phải là long phụng mà là một hổ, một phượng. Thì tôi đang cần một bạn nào đó văn thơ hay đặt tên cho tôi giúp cái sản phẩm này. Ok, anh chị theo dõi video. Xin chào anh chị. Đây là một cái nhẫn thiết kế mới của chúng tôi, nhẫn càn long là long à, bình thường là long phụng đúng không, hoặc là song long đúng không, thì ở đây chúng ta có hổ phụng. Đây là chi tiết hổ nhá. Nhẫn này bằng vàng trắng, tôi làm cho bạn Hoàng Dương ở trên Facebook. Đây, vì con phụng đuôi rất dài và hổ ngắn nên là con phụng nó đuôi nó chạy từ đây đến đây này, anh chị nhìn này. Tôi thiết kế chạy từ bên này qua bên này đến đây, chạm với chân đồng chí hổ ở đây. Đấy, khi đeo của chúng ta sẽ như này. Đấy, anh chị hình dung như vậy nhá. Thì có rất nhiều thiết kế dành cho anh chị và đây là một cái thiết kế mới. Hổ 3D và phượng trầu quanh một cái mặt trời ở đây. Về chữ công vẫn như mọi khi anh em ta dùng. Và cái nhẫn này thì có khối lượng là 2.81. Đây, giá tiền đây anh chị này. 2.81. Hoàn thiện xong là 8.6 nhá. Tám triệu sáu rất là rẻ. Chùm một nhẫn là vàng trắng. Đặt tên anh chị, tôi cũng chưa biết đặt tên cái mẫu này là mẫu gì. Anh chị nào mà có tên hay thì hãy đặt giúp tôi ở dưới phần bình luận nhá. Để xem là chúng ta sẽ có một cái mẫu mới, thì từ giờ cứ mỗi một có một mẫu mới thì anh chị hãy đặt tên giúp cho tôi. Tại vì có nhiều anh chị xem video này là cực kỳ giỏi về ngôn ngữ và rất giỏi về mặt định hình sản phẩm. Thế nên là anh chị làm ơn giúp cho chúng tôi một cái tên hay cho sản phẩm này nhá. Đã chi tiết chúng ta có một con hổ và một con phượng, nhẫn càn long, thì tôi cũng chưa biết đặt tên là gì. Và tên nào hay thì tôi sẽ lấy làm tiêu đề video nhé. Ok, cảm ơn anh chị đã đặt tên giúp. Anh chị hãy comment nghĩa là viết ấy, cái tên anh chị muốn đặt cho sản phẩm này ở phía dưới video. Ok, thank you anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Rồi, xin chào và tạm biệt. Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên. Nhớ phải bật chuông nhé.